xôm dân xôn xao nằm trong thành phố lớn. Một tiếng nói yêu thương nghe lòng thêm tơ vương. Quỳnh nói Quỳnh đi uống cà phê, Quỳnh về Quỳnh ăn cơm với vợ. 7 giờ sáng Quỳnh ra khỏi nhà, bây giờ 12 giờ Quỳnh về. Uống cà phê gì vậy? Đi uống cà phê với thằng Nhân. Uống không mà 5 tiếng thì bình thường uống cỡ 15-20 phút là xong ly cà phê. Cho anh 1 tiếng. Hôm nay nó hơi khác hơn mọi hôm. Chỗ nào? Thằng Nhân nó có tâm sự, nó gây lộn với vợ nó. Thấy bạn vậy mà nỡ lòng nào mà đi về sớm. Đúng rồi, phải tâm sự nó chút xíu. Cái mình thấy nó vui rồi, cái mình mới quyết định thôi chia tay. Từ buồn cho tới cười 5 tiếng. Không như vậy. Thấy cái xe đi, đang đi nửa chừng cái có một cú điện thoại gọi lại. Ai? Nghĩa em biết. Nên nói xe nó hết xăng rồi. Uống cà phê an ủi bạn, đưa tiền cho bạn đổ xăng 5 tiếng qua bển xong đưa tiền, nhưng mà chỗ đưa tiền này không thấy cái xăng đâu hết. Tôi sẵn xe mình còn xăng mà, thôi thì bạn leo lên xe của bạn, mình leo lên xe của mình, rồi mình lấy sức cái chân cho mình đạp xe của bạn đi. Thì khi thấy cây xăng rồi thì bạn vô mua, mình quay về. Nó hơi mệt chút xíu nhưng mà tình bạn nó thấm đồng. Ngày nghỉ không ở nhà phụ vợ mà lo đi tối ngày uống cà phê 5 tiếng an ủi bạn bè, xong rồi cho bạn mượn tiền, rồi còn đẩy xe giùm cho bạn nữa. Anh tốt lắm. Thông cảm ha. Không biết chuyện gì. Vậy ăn cơm nha. Nghe. Ủa, hồi nãy tao đi mày thấy hả? Chạy xe ghê á. Tao vừa rồ mà tao vừa đạp đi ghê không? Ủa ai gọi vậy? Hồi nãy là Lợi. Có gì không anh? Nó đi nó thấy đang đẩy xe Nghĩa. Nó khen mình tên Hùng mà cũng anh hùng quá. Nó khen nức nở luôn. Vậy là thôi đó hả anh? Có điện thoại. Alo. Ủa vậy Thành? Ai gọi? Thành. Gọi gì nữa? Nó cần phải dọn nhà. Thì ăn cơm xong đi rồi qua phụ nó. Nó nói trễ rồi, qua dọn nó chứ không là ngày mai nó phải qua cái nhà mới. Thì thôi dọn đi, dọn tới đâu hay tới đó, dọn cho suốt đêm cũng được nữa, không sao hết á. Cơm chưa ăn, lo đi phụ dọn bạn bè. Từ hồi sáng tới giờ anh đi uống cà phê xong rồi anh giúp đỡ bạn về cái vụ mà tiền xăng, rồi bây giờ anh đi phụ dọn nhà. Thật ra anh không phải giúp đỡ bạn bè mà chỉ cần bạn bè ca ngợi anh hùng, hiệp sĩ là coi như là cỡ nào cũng bán bạn làm giùm cho người ta. Không có, bây giờ mình nghĩ đi, người ta nói là giàu vì bạn, sang vì vợ. Rồi khi nào anh giúp tới bà Dung vậy? Bà Dung nào? Bà Dung đó, anh quen mà, bà đang bị rối loạn tiền đình đó. Ủa bà Dung nào ta? Bà Dung có bị bệnh gì? Em cho số địa chỉ để bà anh có gì anh tới thăm bà luôn. Là đây nè, là bà xã của anh nè. Anh cứ lo giúp người ngoài không à. Em vuốt giận. Bây giờ anh qua bệnh anh phụ thôi, anh phụ chút đỉnh thôi rồi anh về ăn cơm. Rồi chừng nào mới về? Chừng nào xong mình về có gì đâu. Thì ăn xong đi rồi qua. Không, qua nó muộn, nó trễ, không được đâu. Nha, ăn cơm đi. Anh làm rồi anh về, Nè. Về tới nhà tự nhiên nó khỏe. Làm ly nước cái coi. Trời. Đòn dọn cơm lần cơ vô nó đang đói bụng quá em. Dọn cơm lên nha. Cơm nước đâu dọn? Cái gì vậy? Bữa nay quê không nấu. Ủa, qua nhà Thành á, dọn dẹp nhà cửa cho nó đó. Sao không sẵn kêu nó làm cơm cho ăn luôn? Nó đang bận rộn, nó thiếu tay thiếu chân, mình qua giúp nó một tay một chân. Người ta tay chân đâu nữa mà nấu cơm. Nhà đâu có rảnh đâu, chuyện nhà sao anh không làm? Anh lo qua nhà khác anh làm, đâu có được cái gì đâu. Đó anh nhìn lại kìa. Về nhà đói tay chân run lẩy bẩy, mồ hôi mồ kê đầm đìa trên mặt trên người trên áo của anh. Cuối cùng á là gì? Là anh chỉ bị người ta lợi dụng và người ta chỉ đưa anh lên trời là ôi anh là một người bạn tốt, anh đúng xứng đáng là tên Hùng, anh giúp bạn, thương anh quá. Chỉ một vài lời nói thôi là lợi dụng được anh. Trời ơi, ai mà lợi dụng anh bạn bè không à. Trời ơi, vậy mà không lợi dụng. Lợi dụng gì đâu, ví dụ như thằng Nhân nó kêu qua tâm sự. Nếu mà mình không có tâm sự với nó, rồi lỡ nó buồn quá, rồi nó xảy ra những cái chuyện tiêu cực thì có phải là mình ân hận không? Rồi thì chuyện đó thôi em cũng chấp nhận đi. Rồi còn chuyện đổ xăng nữa. đưa cho ta mượn tiền là tốt rồi, tự ta đẩy đi đi. Anh ra sức chút xíu có gì đâu, bạn bè giúp đỡ nhau thôi mà, ai lợi dụng ai đâu. Vậy thì còn Thành nữa, bây giờ dọn nhà thì kêu người ta phụ dọn nhà trả tiền cho người ta, tiếc tiền bắt anh dọn. Trời ơi, nó giàu lắm em ơi. Giàu lắm hả? Kỳ này là nó dọn nhà, nó là nó chuyển qua một biệt thự khác. Rồi có liên quan cái chuyện công sức anh dọn phụ đó không? Nó không liên quan. Hôm bữa đó anh có dẫn qua nhà nó, em nhìn bộ bàn ghế gỗ nó, em khoái đúng không? Thì khoái vậy thôi chứ biết mắc tiền làm gì có tiền mua. Đúng rồi, cái bộ đó 50-60 triệu của người ta đó. Rồi thấy mấy cái tủ em khen đúng không? Đó, và kỳ này biết không, nó chọn qua biệt thự. Mà biệt thự của nó rộng quá, nó bộ ghế nó bỏ vô không có vừa. Và nó quyết định bán rẻ anh bộ bàn ghế đó. Còn cái tủ nha, nó nói thằng bạn luôn. Thấy chưa? Anh bỏ có chút sức giúp bạn thôi, anh đâu có nghĩ là tự nhiên giờ nó cho như vậy đó. Ủa vậy hả? Vậy em sai hả? Em quá sai luôn chứ không sai gì nữa. Biết đâu, tại thấy anh tích cực với bạn bè quá cho nên em thấy anh cực khổ quá, em nóng lòng. Bây giờ em thấy em sai nhiều lắm rồi. Thôi bây giờ ăn đỡ mì gói đi nha. Nhưng mà yên tâm đi, mì gói là em sẽ bỏ rau rồi bỏ trứng vô cho anh. Rồi xong cái em chạy đi chợ để em coi có cái gì không, em nấu cho anh ăn liền. Được. Đúng là ta nói giàu gì bạn, sang gì vợ mà.